Kênh Bất Động Sản Long An xin chào tất cả quý vị và khán giả ha. Hôm nay Bất Động Sản giới thiệu hai nền đất thổ cư sổ Hồng Kiên, hai nền liền kề mặt tiền đường Lương Văn Bào, Mỹ Lộc, Cần Giuộc, Long An. Đây là tuyến quốc lộ 50 ha. Hướng này mình về ngã tư chợ Trạm và thị trấn Cần Đước. Và hướng ngược lại của mình là về thị trấn Cần Giuộc. Hướng đi thành phố Hồ Chí Minh nghe quý vị. Còn đây là con đường Lương Văn Bào, mặt tiền đường nhựa. Bây giờ mình review vào đất cho cô chú anh chị xem ha. Đây là con đường mặt tiền đường nhựa nha, Lương Văn Bào. Hai nền liền kề á. Hai miếng đất mình đối diện với căn nhà. Hai nền đẹp tuyệt vời luôn, mặt tiền đường nhựa Lương Văn Bào. Hướng này mình đi thẳng rẽ tay phải là mình ra quốc lộ 50. Còn hướng ngược lại là cũng ra quốc lộ 50 luôn, đường thông ha quý vị. Đây, hai nền của mình đây, đẹp long lanh luôn, mặt tiền đường nhựa, xe tải lớn ha. Đây, nền đây là nền số 1 và nền đây là nền số 2, hai nền liền kề luôn. Diện tích ngang 4,5m và 28. Vị trí đất là Kế Mỹ, Mỹ Lộc, Cần Giuộc, Long An. Miếng đất mình là đối diện với căn nhà mới xây luôn, còn mới tôn luôn ha quý vị. Hai nền liền kề nha. Đó, có cọc ganh đầy đủ ha quý vị. Xung quanh nè. Xung quanh nhà đông đúc ha. Ngang 5 dài 2, ngang 4,5m và 28 một nền. Hai nền diện tích giống nhau. Giá bán 1 tỷ 6 thương lượng bao giấy tờ ha quý vị. 1 tỷ 6 một nền ha. Mua lẻ bán lẻ, mua một cặp bán cặp. 1 tỷ 6 một nền ha, thương lượng bao giấy tờ ha quý vị. Hai nền liền kề ha. Quý vị mua đầu tư xây nhà ok ha quý vị, xây nhà ở nhà bán ha. Rồi. Kênh Bất Động Sản Long An xin kết thúc video tại đây ha. Cảm ơn tất cả quý vị và khán giả luôn xem kênh và ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.